Tập đoàn Hoi Sinh Media Group Khu Kinh Đào, một bài, Campuchia tuyển dụng vị trí tệ lý siêu nữ, yêu cầu nữ từ 18 đến 35, biết dùng máy tính cơ bản, nhanh nhẹn, hoạt bát, có thể thực hiện các cuộc gọi nhiều lần trong ngày, ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, lương thử việc 1.000 đô cộng hoa hồng, lương chuyển chính 1.200 đô cộng hoa hồng, thử việc 3 tháng, sau 3 tháng xét chuyển chính, trong thời gian thử việc không đạt KPI vẫn nhận lương đầy đủ. Công ty cung cấp tài nguyên data khách hàng cho nhân viên khai thác và làm việc từ 10 giờ đến 21 giờ 30 đã bao gồm thời gian ăn uống và nghỉ ngơi tiếng rưỡi buổi chiều. Tháng nghỉ 2 ngày, phúc lợi, công ty cung cấp miễn phí đồ ăn và ký túc xá. Mỗi tháng có 20 đô trợ cấp sinh hoạt sau khi nhận việc từ tháng thứ hai trở đi. Có visa lao động hợp pháp, được gia hạn visa một năm tại Campuchia, thẻ lao động hợp pháp tại Campuchia, thưởng sinh nhật 100 đô. Tiền thưởng các ngày lễ, tiền thưởng Tết đều có, tiền kiên cần 100 đô, các ứng viên cần tư vấn công việc và thủ tục xin việc, vui lòng liên hệ HR để được tư vấn.